Liên quan đến việc một người dân bị mất tích ngày 16 tháng 1 trên vùng biển Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, mới đây Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm thấy người dân mất tích và bàn giao nạn nhân cho gia đình. Theo thông tin ban đầu vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 1, thùng máy gồm 3 lao động hành nghề lưới cá do ông Nguyễn Phúc, sinh năm 1975, khu phố Xuân Giang 2, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong làm chủ. Khi thúng máy này đang hoạt động tại khu vực cách biển Phan Rí cửa khoảng 17 hải lý theo hướng Nam Đông Nam thì bị tàu Phúc Khánh quốc tịch Việt Nam hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng đâm va làm chìm thúng. Sau đó, tàu Phúc Khánh đã cứu vớt được hai lao động, còn một lao động là Nguyễn Hữu Vê, sinh năm 1990, thị trấn Phan Rí cửa mất tích. Ngay sau đó, tàu cá BTH 84932 TS, công suất 250 CV, do ông Nguyễn Văn Phong cùng trú tại Phan Rí Cửa làm thuyền trưởng được đồn biên phòng Hòa Minh phối hợp với gia đình nạn nhân huy động ra khu vực hiện trường tai nạn để tìm kiếm. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BTH 84932 TS đã vớt được xác của nạn nhân Nguyễn Hữu V và để lên thùng máy bị chìm, tiến hành kéo vào bờ. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 4 hải lý, Do sóng to gió lớn làm đứt dây kéo dẫn đến chìm thúng và xác của nạn nhân rơi xuống biển, chưa tìm thấy. Qua làm việc với đại diện chủ tàu và gia đình nạn nhân, tàu Phúc Khánh đã hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng cho gia đình để huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Hữu V. Và sau hơn 10 ngày bị nạn trên biển, anh Nguyễn Hữu V, người dân bị mất tích đã được bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận tìm thấy vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 tại vùng biển thuộc thị xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ Bà Rịa Vũng Tàu và đã đưa về bờ bàn giao cho gia đình và các cơ quan chức năng theo quy định